Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả buổi hội thảo trực tuyến của Fonius. Chủ đề của buổi hội thảo hôm nay là sẽ giới thiệu về biến tần hybrid của Fonius. Sau đây tôi sẽ bắt đầu buổi hội thảo. Trước hết, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hùng, đại diện của Fonius tại Việt Nam. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong hoặc sau buổi hội thảo này, vui lòng sử dụng chức năng trò chuyện trong phần mềm GoToWebinar và tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn trực tiếp hoặc là qua email, có địa chỉ email ghi trên slide. Nội dung chương trình của buổi hội thảo ngày hôm nay như sau. Trước hết thì là tôi sẽ giới thiệu về Fonius một chút nhanh thôi, về về truyền thống gia đình của công ty Fonius cũng như là về tiến trình phát triển sản phẩm. Sau đó thì tôi sẽ tập trung thời gian giới thiệu về chủ đề của ngày hôm nay là biến tần Fonius Hybrid với các cái tính năng chung, rồi thì các ứng dụng phù hợp với cả thị trường Việt Nam, phổ biến ở thị trường Việt Nam. Tôi sẽ đi sâu về cái phần giới thiệu về sản phẩm mới nhất của Fonius là biến tần Fonius Gen 24 Plus, tức là con Gen 24 ấy. Thì biến tần này được giải thưởng quốc tế là biến tần hybrid tốt nhất thế giới vào năm 2020. Và đi sâu vào đó thì sẽ gồm có các cái cấu tạo, các cái tính năng, rồi thì giới thiệu về việc lắp đặt, về việc cấu hình và dịch vụ thay thế bảo hành sửa chữa. Ok, thì sau đây thì chúng ta sẽ dành vài phút để nghe giới thiệu sơ bộ về Fonius cũng như là cái lịch sử phát triển, để từ đó chúng ta sẽ có cái hiểu hơn về cái sản phẩm cũng như là về tương lai phát triển. Trước hết thì tôi giới thiệu là xuất phát điểm của Fonius thì chỉ là một xưởng sản xuất cá nhân được thành lập từ năm 1945. Tuy nhiên thì giờ đây thì Fonius đã là một công ty toàn cầu có trụ sở chính đặt tại Áo. Và Fonius thì là công ty đã đặt ra tiêu chuẩn công nghệ trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, sạc điện và công nghệ hàn. Thì lần lượt đây là ba mảng sản phẩm của Fonius mà đang kinh doanh hiện nay. Thì 100 sản phẩm của Fonius là đều sản xuất tại Áo với cái dấu ấn luôn luôn ghi là made in Austria. Các bạn đừng nhầm với cả nước Úc, đây là Austria là Áo, không phải Australia là Úc. Mình thấy nhiều bạn nhầm với sản phẩm đây là của Úc. Cảm ơn các bạn. Và thì từ hiện tại bây giờ các sản phẩm của Fonius thì là hơn 90% là đi xuất khẩu trên toàn thế giới. Từ năm 1992 thì Fonius tập trung phát triển cho lĩnh vực liên quan đến năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, và là đơn vị kinh doanh khởi đầu với vai trò tiên phong trong cái ngành năng lượng điện mặt trời và sản xuất biến tần. Thì Fonius hiện cung cấp một loạt các sản phẩm và giải pháp để sản xuất, lưu trữ, phân phối và sử dụng năng lượng tái tạo. Thì trước đây tôi đã có một cái buổi giới thiệu về cái phần giải pháp về lưu trữ của Fonius, trong đó có việc mà lưu trữ sử dụng năng lượng mặt trời, tách nước để lấy hydro và sau này để quay lại hydro lại sử dụng ngành pin nhiên liệu trong phần lưu trữ. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn sẽ gửi email cho tôi sẽ gửi lại cho các bạn cái bài trình bày đó cũng như tài liệu. Đối với cả tiến trình phát triển của Fonius thì là từ năm 1995 thì là sản phẩm biến tần điện mặt trời đầu tiên là thương mại được đưa ra ngoài thị trường, gọi là Fonius Sunrise, và cho đến nay thì là biến tần này vẫn đang vận hành tốt và vẫn chưa có sự cố gì. Và biến tần này hiện tại là đang có khá phổ biến ở châu Âu. Do vậy là chúng tôi vẫn phải duy trì một nhà máy nhỏ để sản xuất các cái phụ kiện để mà thay thế cho các cái sản phẩm này. Thì nếu các bạn nhìn thấy trên cái dải sản phẩm ở đây, các bạn sẽ thấy là từ năm 2012 trở về trước thì cái dòng biến tần có hình dáng rất khác nhau và tương tự là kích về cũng như là cái phần công suất cũng rất khác nhau. Chúng tôi có cả biến tần trung tâm. Thì cái dòng biến tần từ 2012 trở về trước này là cái dòng biến tần mà sử dụng máy biến áp tăng áp ở bên trong. Theo xu hướng phát triển của công nghệ thì từ năm 2013 thì chúng tôi đưa ra cái dòng sản phẩm là Fonius Snap Inverter mà chúng tôi gọi nó là Snappy. Các bạn có thể nhìn thấy là các cái sản phẩm ví dụ như là Simo, Primo chẳng hạn hoặc là Eco có hình dáng và kích thước giống hệt nhau. Đó thì các sản phẩm này thì hiện tại đang dùng rất là rộng rãi và phổ biến ở châu Âu. Và cho đến năm ngoái thì năm 2020 thì chúng tôi có đưa ra thêm một sản phẩm nữa, đấy là sản phẩm Fonius Gen 24 Plus. Đây chính là sản phẩm biến tần hybrid
cũng giống như tương tự như là cái con Fornius là Simo Hybrid có từ năm 2015. Và trong năm nay thì đầu năm nay chúng tôi cũng đưa ra thêm sản phẩm biến dần thương mại Fornius Toro, như các bạn có thể thấy ở trên hình ảnh. Thì tiêu chí của Fornius là luôn luôn phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ nhằm thứ nhất là đảm bảo chúng tôi luôn cung cấp sản phẩm chất lượng cao nhất, giải pháp dịch vụ có thể giúp các bạn tăng lợi thế cạnh tranh nhờ sự khác biệt bằng cách là cung cấp dịch vụ nhanh nhất trên thị trường. Và ngoài ra là giúp đỡ xây dựng cơ sở khách hàng tiềm năng cho doanh số của PV cũng như là hệ thống lưu trữ trong tương lai của bạn. Do vậy là tất cả các biến tần tôi vừa giới thiệu sau thì đều đang có mặt trên thị trường. Ở đây có một chút tóm tắt về danh mục các sản phẩm thì đang có mặt trên thị trường. Thì các bạn có thể thấy là ví dụ như là dòng Snappy chẳng hạn. Đây thì là có biến tần một pha có công suất lớn nhất lên đến 15 kW, biến tần 3 pha thì công suất lớn nhất hiện tại đang là 27 kW, và dòng sản phẩm mới ra đầu năm nay thì có công suất là 50 kW, 100 kW. Thì các bạn có thể xem chi tiết sau. Ngoài ra thì đây là hai dòng sản phẩm hybrid, Simo Hybrid có từ năm 2015 và sản phẩm mới ra năm ngoái là Gen 24 Plus. Các sản phẩm của chúng tôi đều là sản xuất tại Sorry. Các sản phẩm của chúng tôi thì đều là sản xuất là tại Áo. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu một clip về giới thiệu sơ bộ một chút này về nhà máy sản xuất tại Áo để các bạn có cái nhìn hình dung chung về nhà máy. Xin cảm ơn các bạn đã bớt thời gian theo dõi. Sau đây thì tôi sẽ đi vào phần trình bày về biến tần hybrid của Fornius. Fornius thì có dòng biến tần hybrid là dòng Simo Hybrid, dòng Snappy là có từ năm 2015, và công suất thì lớn nhất dòng 3 pha là chỉ có đến 5 kW. Sau đó thì là đến năm vừa rồi thì chúng tôi có dòng sản phẩm là Fornius Gen 24 Plus, Gen 24 ấy, thì có dòng Primo, Primo có nghĩa là một pha ấy, thì là có công suất là lớn nhất đến 6 kW, và có thêm dòng sản phẩm 3 pha thì có công suất lớn hơn, lớn nhất là 10 kW 3 pha. Và cả hai dòng sản phẩm này đều có những cái tính năng ưu việt thừa kế từ cái dòng sản phẩm Simo Hybrid và thêm nhiều các tính năng mới, ví dụ như là có cổng PV Point để cấp điện trực tiếp từ PV cũng như là các cái tính năng tối ưu về vận hành và hiệu suất. Thì đối với các biến tần hybrid của Fornius thì có đầy đủ các chức năng của các biến tần hybrid là có điều khiển nạp, điều tiết dòng xả, rồi thì có cái chức năng về cầu AC hai chiều có nghĩa là có thể nạp xả thông qua biến tần, chức năng BMS quản lý sạc nạp cho hệ thống ắc quy và làm chức năng nguồn dự phòng. Ở đây thì có một cái sơ đồ scheme, một cái sơ đồ giản đồ sơ lược về hệ thống biến tần Fornius Hybrid. Và tất cả các tính năng này thì đều là hoàn toàn tích hợp trong các dòng biến tần, cả dòng biến tần Simo Hybrid trước đây và dòng Gen 24 Plus mới. Các biến tần của Fornius thì đều có tính năng ưu việt về chức năng về dòng gọi là công nghệ đa luồng ấy, có nghĩa là về các dòng năng lượng đồng thời của biến tần. Thì ở đây tôi sẽ giải thích một chút về tính năng này. Trước hết là đối với cả biến tần hybrid thì hoàn toàn đầu tiên có thể hoạt động như là một biến tần hòa lưới thông thường, có nghĩa là lấy điện trực tiếp từ tấm pin, sau đó rồi thì cấp cho tải dự phòng phòng, và khi mà năng lượng mà dư đối với cả tải tự dùng sorry thì là hoàn toàn có thể là phát lên lưới. Và ngoài ra thì là khi mà chúng ta có được hệ lưu trữ thì năng lượng hoàn toàn là có thể đem ưu tiên để nạp cho hệ thống ắc quy lưu trữ, và đồng thời là cũng đem bù để cho tải tự dùng khi mà trong trường hợp là điện mặt trời cung cấp mà chưa đủ trước khi mà chúng ta phải lấy thêm bổ sung từ lưới về để sử dụng. Và đương nhiên là cũng trong ở chế độ mà vận hành nguồn điện dự phòng thì là biến tần cũng có chức năng là chuyển điện từ điện lưới về để nạp cho hệ thống ắc quy, và hoàn toàn là có thể kết hợp với cả các biến tần hòa lưới thông thường khác để tăng cường công suất của hệ thống lên, tăng cường cái việc sử dụng điện năng lượng mặt trời. Đối với cả các cái ngoài ra thì giả sử như là chúng ta có một hệ biến tần hòa lưới hiện hữu, chúng ta cũng hoàn toàn có thể gắn thêm một biến tần hybrid này vào để làm chức năng nạp xả hệ thống lưu trữ bình thường, và chúng ta có thể gắn bổ sung thêm các cái
tấm pin mặt trời sau này cho các con hybrid mới gắn thêm. Thì chúng tôi gọi đó là công nghệ động lượng đa lường và hoàn toàn là đáp ứng tất cả các cái yêu cầu, các cái dòng năng lượng hoạt động song song đồng thời đối với hệ thống. Thì các cái tính năng ưu việt về các cái quản lý dòng năng lượng đồng thời này của biến tần hybrid thì ứng dụng của biến tần hybrid cũng rất đa dạng. Thứ nhất là hoàn toàn có thể là đưa vào là trong trường hợp là ưu tiên đối với cả tải tự dùng. Có nghĩa là chúng ta gắn trực tiếp luôn nối cặp biến tần hybrid đối với cả hệ thống ắc quy lưu trữ. Có nghĩa là có bao nhiêu là chúng ta có thể nạp vào và mang ra dùng, ưu tiên là dùng luôn. Và như vậy thì hệ số tự dùng rất cao và đương nhiên là khấu hao cũng sẽ rất là nhanh. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta dùng biến tần hybrid với nối cặp với hệ ắc quy lưu trữ và đặt chế độ nguồn dự phòng, có nghĩa là ngoài cái việc mà chúng ta khi mà thiếu điện từ lưới mang về, chúng ta ưu tiên từ ắc quy đưa ra, chúng ta có đặt một hệ số phần trăm để lưu trữ trong ắc quy để giới hạn lại, để khi mà chúng ta ở chế độ nguồn dự phòng, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục có cái nguồn năng lượng từ ắc quy mang ra để sử dụng, cũng như là tái nạp từ điện lưới để mà dự trữ dùng trong trường hợp mất điện sự cố chẳng hạn, ví dụ vậy. Đấy là trường hợp ưu tiên với nguồn dự phòng. Ngoài ra thì như tôi đã trình bày phần trước là chúng ta hoàn toàn là có thể kết hợp mở rộng ưu tiên với cả phần hiện hữu các biến tần hòa lưới sẵn có, biến tần của hãng nào cũng được, không nhất thiết là biến tần của Fornius. Ở đây tôi vẽ hình ảnh là biến tần của Fornius nhưng mà biến tần của hãng nào cũng được. Và chúng ta sẽ có cái phần thông tin điều khiển vẫn đưa từ đồng hồ đo Fornius Smart Meter đưa về cho con hybrid để nó tính toán và điều khiển cho toàn bộ hệ thống. Và hoàn toàn cũng có thể là mở rộng thêm nâng công suất lên bằng cách là đưa thêm, nếu chúng ta có diện tích để lắp thì chúng ta lắp thêm các tấm PV để mặt trời cho con biến tần hybrid lắp thêm này. Đối với cả hệ thống hiện hữu có sẵn biến tần hòa lưới bất kỳ, và chúng ta ưu tiên là cái việc là sử dụng nguồn dự phòng, chúng ta gắn lại thêm một công tắc chuyển mạch nguồn dự phòng, thì cũng chúng ta hoàn toàn là cũng gắn thêm một biến tần hybrid vào làm chức năng nạp xả để làm lưu trữ nguồn dự phòng. Và nếu mà chúng ta có điều kiện, có diện tích mái, chúng ta có thể gắn thêm các tấm pin mặt trời vào để nâng cao công suất. Thì ví dụ như là gần đây các bạn có thể thấy là trong công văn gần đây nhất thì bên chỗ EVN có đang đề xuất là đưa khuyến khích hòa lưới đối với những hệ mà có lưu trữ 20% công suất của toàn bộ hệ thống và trong vòng 24 giờ. Thì như vậy là đối với cả giải pháp này, chúng ta hoàn toàn có thể là đưa thêm biến tần hybrid vào để làm gì? Để là đáp ứng cho cái phần là ví dụ hệ nó sẵn có thì có thể là lưu trữ thêm 20%, hoặc là với một hệ mới mở rộng chúng ta kết hợp giữa những con biến tần hòa lưới để nâng cao công suất và vẫn đảm bảo được cái phần là lưu trữ theo yêu cầu. Đối với cả nói đến phần lưu trữ thì chúng ta sẽ nói đến phần tương thích ắc quy lưu trữ. Thì đối với cả dòng biến tần SIMO Hybrid thì là tương thích đối với cả dòng ắc quy là LiFePO, dòng ắc quy lithium ion phosphate PO4 ấy, LiFePO4 ấy. Đó, và cũng tương thích với cả ắc quy của LG Chem, ắc quy hóa học của LG Chem. Thế còn đối với cả dòng mới hơn của Fornius thì là ưu tiên là kết hợp với cả ắc quy của hãng BYD thôi, là ắc quy dùng dùng lithium ion phosphate LiFePO4 ấy. Thì chi tiết cụ thể thì là các bạn có thể tra ở trong cái bảng tương thích ắc quy khi mà các bạn tham khảo về tích hợp data sheet của sản phẩm để lựa chọn được cho cái sản phẩm ắc quy tương thích chính xác. Tôi sẽ giới thiệu về cái dòng sản phẩm mới nhất của Fornius về biến tần hybrid, đấy là dòng Fornius Gen 24 Plus. Thì đối với cả dòng sản phẩm này thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là tôi đã đưa một hình ảnh là bung hết toàn bộ ở cái bên trong của biến tần, thì các bạn thấy là cái sự gọi là tích hợp thừa kế từ cái dòng snap inverter trước là kết cấu đơn giản, chỉ thấy bo mạch rất là dễ dàng, và cũng như cái tính năng đa dạng độc đáo mà biến tần này có thể đem lại. Thì ở đây tôi có nhấn mạnh một chút là đây là sản phẩm biến tần được giải là biến tần hybrid là tốt nhất thế giới năm 2020, giải thưởng của Intersolar Award. Thì là cái này các bạn có thể tra rất dễ trên internet, thông tin là có rất là đầy đủ. Thì biến tần Fornius Gen 24 Plus này, tức là Gen 24 ấy, cũng có hai loại, một loại 1 pha và loại 3 pha, và có giải công suất đối với loại 3 pha thì lên đến 10 kW, có hai kênh MPPT và một đầu vào ắc quy.
dải đĩa vận hành thì cho phép của kênh MPPT là từ 80V đến 800V DC. Như vậy là chỉ cần với 3 tấm vôn, 3 tấm pin trở lên thì là hoàn toàn là có thể là biến tần đã có thể vận hành. Và biến tần cho phép là lắp công suất DC vượt 150% công suất rồi công suất danh định. Như vậy là có thể là tận dụng được tối đa được cái phần sản lượng solar có thể có được trong ngày, đặc biệt là ở phía Bắc của Việt Nam, nơi mà cái phần bức xạ thì kém hơn so với các vùng còn lại. Và cả hai biến tần này đều được trang bị cổng PV point cấp điện trực tiếp từ tấm PV. Chi tiết tôi sẽ trình bày ở trên phần sau. Và tất cả cái này đều đảm bảo là thiết kế rất là linh hoạt. Thì so sánh với cả dòng sản phẩm cũ của Fornius, là dòng sản phẩm Symo Hybrid vẫn đang có mặt trên thị trường, vẫn đang vận hành. Thì dòng sản phẩm Symo Hybrid trước đây chỉ có 3 pha thôi. Thì dòng sản phẩm Symo Gen 24 này thì là có công suất lớn hơn, lên đến 10 kVA, và có, các bạn như tôi đã nói là có cái điện áp vận hành của kênh MPPT ấy là từ 80V, gọi là 3 tấm pin đã có thể chạy được rồi, và cái cấp bảo vệ cũng cao hơn, nên là IP66 các bạn có thể chiếu được trực tiếp dưới mưa nắng. Đối với cả dòng sản phẩm Gen 24 Plus này thì cũng tương tự như là các cái dòng sản phẩm trước của Fornius, là được trang bị luôn là cái gọi là chức năng gọi là Dynamic Peak Manager, có nghĩa là quản lý đỉnh động giúp tối đa sản lượng khi mà bị phủ bóng một phần. Thì tính năng này là một tính năng tiêu chuẩn và nhằm giúp cho cái việc mà tổn thất thấp nhất xảy ra khi có hiện tượng phủ bóng, và có thể thay thế được bộ tối ưu thay thế được bộ optimizer tối ưu cho cái phần áp mái. Thế thì tôi sẽ giải thích một chút về cái tính năng này. Có nghĩa là bình thường ấy, khi mà xảy ra vào sáng sớm và sẽ chiều là hay xảy ra nhất, tức là khi đó là hay có hiện tượng bóng cục bộ tại một phần của các cái tấm pin, thì dẫn đến là cái kênh MPPT ấy, nó không tìm được cái điểm mà vận hành đỉnh chính xác, mà nó sẽ bị tìm nhầm sang cái điểm vận hành cục bộ thôi. Thế thì do đó thì với cái trình quản lý đỉnh động này thì sẽ giúp cho cái việc mà cái kênh MPPT ấy, có tìm được cái điểm mà đỉnh động chính xác. Thì để các bạn có thể hiểu rõ hơn một chút thì tôi sẽ trích một phần mà tôi đã trình bày ở trong một cái buổi từ hình như từ 25 tháng 11 thì phải, về cái phần là làm sao để mà tăng cái sản lượng của biến tần với giải pháp của Fornius, là giải pháp mà gọi là Dynamic Peak Manager. Thì đối với cả tôi giải thích ở đây một cái nguyên lý đỉnh động để các bạn hiểu một chút. Tôi là đối với cả cái trình theo dõi MPP thông thường ấy, thì với tham số đầu vào ấy thì tham số luôn luôn là cái nguồn DC hiện tại, và đầu ra là cái điện độ lệch của điện áp delta V. Thì với mỗi bước thay đổi 2V của điện áp về bên trái và bên phải này, các bạn thấy thì đều có thể dẫn đến sự thay đổi của cái công suất. Và đối với cả các loại là thuật toán mà MPPT thông thường ấy thì là nó sẽ thay đổi, và để tìm ra cái điểm, so sánh cái điểm mà khi thay đổi bên trái bên phải, và nếu mà bên trái không tăng bên phải không tăng, có nghĩa là cái điểm ở giữa này có nghĩa là điểm đỉnh rồi, và sẽ bắt vào điểm đấy. Do đó thì là khi mà sẽ hiện tượng phủ bóng ấy thì MPPT checking thông thường ấy thì sẽ không tìm được cái điểm vận hành gần nhất với điểm tối đa cục bộ, vì khi hiện tượng phủ bóng ấy thì đường cong đặc tính nó thay đổi như thế này, và do cái thuật toán thông thường ấy nó sẽ mắc cái điểm cục bộ này, không tìm được cái điểm chính xác là cái điểm tổng toàn bộ nằm ở đây đó. Và với cả biến tần của Fornius ấy, với trình Dynamic Peak Manager ấy, thì là sẽ quét toàn bộ cái giá trị dòng điện và điện áp thực theo đường cong đặc tính sau mỗi 10 phút, và sau đó là điều chỉnh được đến điểm tối ưu toàn cục này trong vòng từ 2 đến 4 giây, và như vậy là hệ thống sẽ không bị mắc kẹt tại cái điểm tối đa cục bộ này, và nhờ đó là sẽ tăng cao được cái công suất khai thác và nâng cao được cái sản lượng năm, mà tính ra là khoảng tầm 7% so với cả các biến tần là thông thường khác. Thì sau đây thì tôi sẽ trình bày về một chút về cái một cái clip thôi, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái nguyên lý quản lý đỉnh động này.
Một lần nữa thì tôi nhấn mạnh lại là cái tính năng quản lý đỉnh động ấy, Dynamic Peak Manager ấy, thì là có ở tất cả trong cái tiêu chuẩn, tất cả các biến tần của Fornius, và giúp tăng cái sản lượng lên khoảng tầm 7% năm so với các cái biến tần thông thường không trang bị tính năng này. Chúng ta quay trở lại tiếp tục với các cái tính năng khác của biến tần Gen 24, Hybrid Gen 24 này, thì là một tính năng nữa, đó chính là cái phần mà có thể vận hành tốt nhất ở nhiệt độ cao. Các bạn có thể thấy ngay ở đây rất rõ là cái thiết kế nó rất khác biệt, có nghĩa là lấy quạt tản nhiệt ấy, sẽ lấy thẳng ở ngay phía mặt trước của biến tần và sau đó là thổi trực tiếp đến các cái nhôm nguyên khối này sang xung quanh và như vậy và cả xuống phía dưới, và như vậy là giúp cho là cái việc tối ưu cái việc mà tản nhiệt toàn bộ ở phía bên trong của biến tần và giúp chống được cái việc gọi là hotspot, tức là phát nóng cục bộ ở bên trong. Thế thì đây chính là công nghệ mà làm mát chủ động của Fornius, độc đáo của Fornius, và nhờ đó thì làm cho các cái biến tần thì sẽ có tuổi thọ lâu hơn. Vì các bạn biết rồi, tuổi thọ linh kiện điện tử thì sẽ giảm một nửa với mỗi 10 độ tăng cao hơn nhiệt độ vận hành cho phép, và linh kiện điện tử thì làm việc ở điều kiện ít căng thẳng, nhiệt độ cao ấy, thì sẽ ít bị stress và do đó tuổi thọ sẽ cao hơn và sẽ có độ bền mỏi lâu hơn. Và ngoài ra thì các bạn thấy rằng là rõ ràng là khối lượng sẽ nhẹ hơn, bởi vì là không cần phải có các cái cánh tản nhiệt lớn chẳng hạn để trong cái việc mà tản nhiệt tự nhiên, đúng không, với khối kim loại lớn, và đương nhiên là sẽ làm tăng sản lượng, bởi vì là làm mát tốt hơn thì hiện tượng suy giảm công suất theo nhiệt độ sẽ bị hạn chế hơn và đưa lại cái sản lượng khai thác cao hơn, tối ưu được toàn bộ cái phần mà khai thác PV mà có được trong ngày. Và ngoài ra thì nhờ đó là chúng ta sẽ có được cái việc linh hoạt trong thiết kế lắp đặt, không yêu cầu phải có không gian tản nhiệt tự nhiên lớn, không có cần thời gian để vệ sinh bảo trì các cái cánh tản nhiệt. Và như phần trước tôi có trình bày thì là cấp bảo vệ lên ở đây lên đến 2P66 và cho phép vận hành ở nhiệt độ môi trường cho phép từ âm 25 đến 60 độ, thì là rất là thuận tiện để lắp đặt kể cả những cái gian áp mái. Đối với cả biến tần Gen 24 Plus thì chúng ta hoàn toàn có thể lắp đặt là có hoặc là không có pin lưu trữ, có nghĩa là trong trường hợp chúng ta dùng biến tần này vẫn như là một biến tần hóa lưới thông thường, hoặc là như là một một thiết bị chỉ dùng để là nạp sạc trong lúc mà chúng ta chưa có được pin pin hệ thống pin mặt trời mới để kết nối vào thêm. Và hệ thống biến tần hybrid này thì đấu nối với pin lưu trữ thì là có thể là tương thích với hệ thống ACQUI của BYD, thì pin lưu trữ thì có thể trang bị từ đầu hoặc là cập bổ sung sau. Pin của BYD thì là pin lithium ion phosphate LiPePO4 và có thể sử dụng với một biến tần khác ở bên ngoài mở rộng. Và hệ thống ACQUI này thì cũng rất là dễ dàng nâng cấp, bởi vì là bằng cách gắn thêm các cái hộp module đây gắn song song để tăng cái lượng lưu trữ lớn hơn, mở rộng lên đến gần 60 kWh, thì đem lại cho người sử dụng và chủ hệ thống các cái giá trị sử dụng có chất lượng ổn định nhất. Và một trong những cái ưu điểm của biến tần này đó chính là cái cổng PV point, đối với cả tùy chọn không có pin lưu trữ hoặc là nối nguồn dự phòng cơ bản, thì ở đây cổng PV point là một cổng cấp điện lấy điện trực tiếp từ tấm pin mặt trời đưa xuống trong trường hợp mà không có lưới điện dự phòng, tức là cổng PV point nhằm cổng trang bị sẵn có và là cung cấp một cái nguồn điện dự phòng cơ bản lấy trực tiếp từ tấm pin mặt trời xuống. Nó là một cái ổ cắm được sẽ cấp nguồn khi mà mất điện lưới, và chúng ta sẽ lấy điện từ cái cổng PV point này để cấp cho các cái thiết bị mà sử dụng dự phòng cơ bản, các cái tải quan trọng. Và PV point này thì được tích hợp sẵn cho nên là không mất thêm chi phí và không cần phải bổ sung thêm bất kỳ cái chuyển đổi nguồn tự động nào, ATS nào, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể sẵn có luôn từ biến tần và cứ thế là lấy thẳng ra thôi. Ngoài ra thì công suất tải tối đa cho phép đối với cổng này là cho phép lên đến 3 kW đơn pha, có nghĩa là hoàn toàn phù hợp với các cái tải thiết yếu cần thiết ở trong gia đình trong trường hợp mà mất điện lưới và chưa có hệ thống pin lưu trữ. Đương nhiên là nếu mà có hệ thống pin lưu trữ thì nó sẽ kết hợp lấy thêm điện từ hệ thống pin lưu trữ ra để cấp ổn định cho tải. Tuy nhiên về cơ bản là cổng này sẽ được sử dụng đối với những tải thiết yếu trực tiếp trong trường hợp mà hệ thống bạn hoạt động độc lập ngay cả khi mất điện kéo dài. Tất cả những cái tính năng này có được thì chính là nhờ công nghệ về đa luồng, công nghệ các cái dòng năng lượng song song mà đã trình bày trước đây.
ở phần trước. Đấy là cổng dự phòng lưới cơ bản mà không có trang bị ACQ. Còn trong trường hợp ACQ có trang bị ACQ lưu trữ thì đương nhiên thì là rất là tốt rồi. Thì ở đây là con Gen 24 này nó kết hợp với cả ACQ của hãng BYD. Thì dùng ACQ của hãng BYD thì cũng có hai loại là áp cao và áp thấp, và sử dụng thiết kế là dạng module. Đối với cả ACQ dạng HVS thì là 2 đến 4 module cho đến 10,2 kWh, và đối với ACQ HPM thì là kết hợp từ 4 đến 8 module cho công suất lên đến 22,1 kWh công suất lưu trữ. Thì chúng ta ở đây cũng như cũng hoàn toàn có thể là nâng cấp mở rộng bằng cách là chúng ta gắn thêm các module hoặc là nối chuỗi song song các cái hệ thống lại với nhau. Thì chúng ta có thể nối chuỗi song song ba hệ thống lại với nhau chẳng hạn, để đạt đến công suất là gần 60 kWh đối với để được quản lý thì chỉ bởi một biến tần là Gen 24. Hệ thống của con Gen 24 của Fornius kết hợp với cả ACQ của BYD thì được đánh giá là hệ thống có chỉ số hiệu suất là cao nhất thế giới, lên đến 94%. Các chỉ số hiệu suất hệ thống này này, SPI này này, là cái chỉ số đánh giá là toàn bộ từ cái công suất từ tấm pin mặt trời chuyển đổi qua hệ thống biến tần, sau đó lưu trữ và ACQ, sau lại từ ACQ chuyển đổi lại qua biến tần và cấp cho tải, và hiệu suất nó có thể đạt đến được 94% và là hiệu suất mà cao nhất bây giờ. Còn riêng đối với biến tần thì là có hiệu suất là đạt đến 93,7%. Đấy là, và các bạn có thể các thông tin này các bạn hoàn toàn có thể tra cứu được rất dễ dàng trên internet, hoặc là có cái địa chỉ ở bên dưới trang web đây. Khi mà tôi gửi các bạn bài trình bày, các bạn có thể truy cập vào đây để tìm hiểu thêm các thông tin này. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu về biến tần, lắp đặt biến tần. Ở đây thì chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh là biến tần này lắp đặt rất là nhanh và đơn giản, bởi vì nó cũng giống thừa kế từ theo triết lý thiết kế của Fornius thôi, là tiết kiệm nhân công, tối thiểu nhân công để lắp đặt. Do đó là họ thiết kế theo nguyên lý là nhanh đơn giản. Thứ nhất là dùng một tấm lưng bật vào tường, rồi sau đó thì cũng giống như là phong cách snap in trước đây, có nghĩa là cài và gập vào thôi, nó sẽ kẹp vào và kết nối để chạy. Thì các cái vít bây giờ cũng được nâng cấp lên là sử dụng vít khóa nhanh 180 độ để mà lắp đặt, chứ không phải xoay nhiều như trước. Chúng ta có thể lo trờn vít hoặc là lo là siết không đủ chặt. Và ngoài ra thì các cái tiếp điểm thì sử dụng là kẹp lò xo, chúng ta không cần phải làm thêm các dụng cụ nào để kết nối thêm, mà hay là làm hay làm đầu cáp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một video clip để giới thiệu về cái lắp đặt biến tần Gen 24 để các bạn có thêm thông tin tham khảo. Như các bạn vừa xem phần lắp đặt thì có một cái các bạn sẽ để ý thấy là cái phần mà kẹp cả kẹp ngắm cá sấu ấy, nó có một sự khác biệt. Đấy là chúng ta có thể tháo được cả khối hàng kẹp ra ngoài, kẹp các đầu dây trước ở bên ngoài, sau đó chúng ta gắn lại. Như vậy thì sẽ đảm bảo cho chúng ta cái việc mà quan sát cũng như là thao tác nó dễ dàng hơn so với cả cái việc mà chúng ta đưa thẳng dây vào kẹp ngắm cá sấu mà đã gắn cứng cố định trên biến tần đối với các hãng khác. Thì đấy cũng là một cái ưu điểm mà các bạn có thể thấy, dù rất là nhỏ nhưng mà nó thể hiện cái sự mà quan tâm và chăm chút tỉ mỉ đối với sản phẩm dành cho người sử dụng. Việc cài đặt và ứng dụng đối với cả biến tần cũng rất là đơn giản. Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện 3 bước thông qua app gọi là Solar Start có sẵn ở trên cạnh. Chúng ta có thể download qua iOS hoặc là qua Android hoặc là từ máy tính. Chúng ta có thể cài đặt và ứng dụng chỉ cần 3 bước đơn giản thôi, và có thể tự động truy cập Wi-Fi để mà kết nối với cả biến tần, để từ đó bắt đầu có thể là tiến hành cài đặt. Thì được biến tần Gen 24 này khi mà đưa ra thị trường thì được đánh giá là dễ dàng cài đặt nhất trên thị trường. Ở đây tôi muốn nói là trên thị trường châu Âu, họ có đưa ra các cái đánh giá là như vậy. Thì để có thể là có cái nhìn rõ hơn là nó đơn giản như thế nào, thì sau đây mời các bạn xem một video clip cũng ngắn thôi, giới thiệu về cái việc cài đặt. Đối với cả những bạn mà đã quen cài đặt biến tần của Fornius rồi thì sẽ thấy là nó cũng tương tự như vậy và đơn giản hơn rất nhiều.
Biến tần Fonius thì cũng có hệ thống giống như các biến tần của các hãng khác thì có hệ thống giám sát trực tuyến thông qua gọi là SolarWeb web thì chúng cũng giống như là tài khoản ngân hàng thôi. Đấy, chúng ta thì luôn luôn mong muốn theo dõi sát sao hệ thống PV của mình thì là cái việc mà kết nối lên hệ thống SolarWeb web thì chúng ta hoàn toàn có thể là theo dõi hệ thống quang điện, phân tích so sánh đơn giản và thân thiện nhất đối với cả người dùng. Thì biến tần hybrid của Fonius thì đã được cập nhật và đưa lên rất nhiều các cái tính năng ưu việt mới trên hệ thống SolarWeb để các bạn có thể tiện theo dõi. Nhờ vào đó thì là các bạn có thể, thứ nhất là có thể thấy được những cái rõ ràng ở trên đó, ví dụ như là giao diện sẽ là thân thiện, theo dõi được các luồng năng lượng một cách trực tiếp. Rồi thì chúng ở trên đó có các cái công cụ để mà phân tích về tải tiêu thụ và có các cái thông báo tự động báo lỗi để có thể khắc phục sửa chữa. Chúng ta có thể là update được biến tần từ xa và có thể chạy mô phỏng được cả hệ thống lưu trữ để thử nghiệm. Những cái phần mà trình bày về cái SolarWeb này thì đã có một cái bài trình bày riêng, buổi trình bày riêng, webinar riêng rồi, nên nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể gửi email yêu cầu, tôi sẽ gửi cho bạn cái bản ghi cũng như là tài liệu trình bày riêng về phần này. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy trên slide là các cái luồng năng lượng di chuyển. Các bạn nhìn thấy là đây là năng lượng từ tấm PV đưa ra và có thể sạc trực tiếp cho ắc quy. Và ngoài ra là tối ưu cho cái phần tải tự dùng. Một phần năng lượng thiếu có thể lấy được từ lưới đưa về. Thì hiện tại ở đây thì rất rõ theo luồng năng lượng cũng như là thể hiện tổng kết ở trên cái biểu đồ như thế này. Thì các bạn có thể thấy là rất rất là trực quan và sinh động. Thì các bạn có thể là thấy được, quan sát được cái hệ thống của mình. Sau đây thì tôi sẽ gửi các bạn một clip nữa. Ở đây hôm nay thì ưu tiên xem nhiều clip bởi vì nó sẽ là dễ nhất và trực quan nhất cho các bạn xem. Thì giới thiệu về Fonius SolarWeb, các bạn là tiện theo dõi. Là vừa rồi là tôi tắt mic cho nên là tôi nói nhưng mà tôi chắc là các bạn chưa được nghe. Tức là Fonius thì là tự hào là cung cấp là dịch vụ nhanh nhất trên thị trường. Thì với cả các cái thiết kế cơ bản của Fonius thừa kế thì là có đầy đủ các cái khả năng thay thế bộ phận theo từng module. Do đó thì là có thể tiết kiệm được cái việc mà thay vì chúng ta phải thay nguyên cả biến tần, chúng ta chỉ cần mang đến công trường chỉ một vài cái cạc, một cái khối công suất, và chúng ta nhờ đó thì cái việc chúng ta xử lý tại sai chỉ cần một lần và rất là nhẹ nhàng, không cần phải bê vác nặng hay là cần phải cái thời gian chờ đợi lâu. Cái việc xử lý chúng ta càng nhanh thì càng thỏa mãn được cái yêu cầu khách hàng nhanh nhất và giảm được cái tổn thất sản lượng. Do đó thì Fonius tự hào là cung cấp cái dịch vụ mà nhanh nhất trên thị trường, đặc biệt là với cả cái biến tần hybrid Gen 24 này thì cũng thừa hưởng cái thiết kế theo triết lý như vậy. Các bạn có thể thấy là cái sơ đồ, cái hình ảnh ở đây là đã bung tất cả các cái phần của biến tần ra, và các bạn thấy là thay thế rất đơn giản, chỉ từng mảng thôi. Và nhờ đó thì là sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí dành cho cả bên người lắp đặt cũng như là người sử dụng cuối cùng, giảm được tổn thất. Và như vậy thì Fonius, biến tần Hybrid Fonius Gen 24 tự hào là có tính năng độc đáo và cung cấp được một giải pháp tổng thể cho tất cả các cái yêu cầu đối với cả một hệ thống biến tần hybrid, không chỉ cho bây giờ mà cả năng mở rộng trong tương lai. Tôi sẽ chiếu một video nhỏ ngắn thôi, tóm tắt lại các tính năng vừa rồi trình bày của biến tần để các bạn có thể ghi nhớ tốt hơn. Đối với cả các cái thông tin, các bạn hoàn toàn có thể là kiếm được các cái thông tin bổ sung, các thông tin cần thiết về dòng sản phẩm này cũng như các dòng sản phẩm khác của Fonius, đặc biệt là các phần tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, hay là bạn có thể xem được các cái tài liệu hướng dẫn vận hành trực tiếp
Khác biệt ở giữa hai cái này là ở chỗ là tài liệu dễ lắp đặt vận hành này là các bản PDF, các bạn hãy download xuống rồi in ra rồi mang theo. Còn đối với hướng dẫn lắp đặt vận hành trực tiếp, nó là dạng tài liệu hướng dẫn vận hành mà các bạn đưa vào, các bạn có thể tra từng bước từng step một, và các bạn cần phải có kết nối internet thì các bạn xem được, thì cũng rất là thuận tiện bởi vì các bạn không nhất thiết phải download hết, cất hết ở trong máy tính hay điện thoại của bạn, chỉ cần truy cập vào trang web và các bạn vào cái phần mà hướng dẫn lắp đặt vận hành trực tiếp theo đường link ở đây, các bạn có thể tìm được cái sản phẩm các bạn cần và từ đó có từng bước hướng dẫn lắp đặt. Ngoài ra thì các bạn có thể đăng ký xem các sự kiện đào tạo sắp tới của Fornius tại địa chỉ sau. Tôi ở đây thì có một cái cũng muốn nhấn mạnh với các bạn là Fornius Việt Nam thì có một trang web Facebook có địa chỉ như sau. Thì các bạn khi các bạn truy cập vào cái trang web Facebook của Fornius Việt Nam thì các bạn có thể là có được những cái thông tin mà bổ sung cập nhật thông tin về sản phẩm mới nhất, các cái phần mà chia sẻ về các cái cập nhật mới nhất về sản phẩm thiết bị, các cái chia sẻ từ thực tế của khách hàng cũng như là các cái buổi webinar sắp tới, các bạn có thể thấy ở trên đây. Thì đây là một ví dụ. Và các bạn có thể tìm kiếm được các cái video, các bản ghi các buổi trình bày này ở trên YouTube. Các bạn chỉ gõ các từ khóa vào đấy, ví dụ như là Fornius rồi thì biến tần hybrid hay là biến tần Fornius rồi thì là lưu trữ Fornius vân vân, thì các bạn sẽ tìm được các cái video clip mà các bạn có thể là các bạn quan tâm. Một lần nữa thì tôi xin cảm ơn các bạn đã tham dự cái buổi hội thảo webinar ngày hôm nay và rất mong là có thể được tiếp tục là tiếp đón các bạn trong các buổi hội thảo tới. Xin trân trọng cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành.